Mày không phải là con trai tao, xéo. Ơ kìa mẹ, con không phải con của mẹ thì con của ai? Tao nhặt được mày ở bãi rác đầu làng. Uổng công tao nuôi mày, giờ có mỗi một việc còn con mà cũng làm không xong. Thì con đã làm đúng theo lời mẹ dặn mà. Vậy mày thử kể lại một lần nữa xem, mày và cha mày đã làm những gì trên phố huyện cả ngày hôm nay? Thì con đi cùng cha lên đến phố huyện, cũng tầm mặt trời gần đứng bóng. Hai cha con đều đói nên vào quán ăn. Cha gọi rất nhiều đồ ăn ngon, xong cha bị đau bụng rồi đi vệ sinh một lúc thì quay lại. Sau đó hai cha con đi mua ít đồ rồi quay về thôi ạ. Một lúc là bao lâu? Rồi mày có tận mắt thấy lão ấy vào nhà vệ sinh không? Ơ thì con mải ăn nên là không thấy, và cũng không rõ cha đi bao lâu ạ. Đấy, mày thấy sự ăn hại của mày chưa? Mày có biết sơ sảnh ra một lúc thôi là cha mày có thể dắt em về cho mày đấy. Thôi, cút, tao không có đứa con ăn hại như mày, cút ngay. Mẹ ơi, oan con lắm mẹ, oan con lắm mà. Vì sao con khóc? Mày, ai là con mày hả? Mà nói xem, tại sao tao phải trả lời câu hỏi của mày chứ? Tao hỏi để xem có giúp được gì cho mày không. Mày không nói thì thôi vậy. Ê, Tao nói mà. Ai lại thấy bạn bè gặp hoạn nạn mà bỏ đi như thế chứ? Thế lúc mày ăn ngon, mặc đẹp, mày có nhớ tới thằng bạn này không? Giờ thì mày giúp tao đi, tao hứa sẽ không quên ơn mày đâu. Quân tử nhất ngôn. Cả ông nữa, cảm thấy không sống được ở đây thì cũng xéo luôn đi. Ui, oan tôi lắm mình ơi. Tôi thề là tôi lên phố huyện chỉ để thăm dò, để buôn bán thôi mà. Ông ấy nói đúng đấy ạ. Đấy, con thằng Hồng Xiêm thông minh nhất cái làng này, nó làm chứng cho tôi đấy. Nó có ở với ông đâu mà biết. Không cần ở con cũng biết ạ. Kẹt xỉ như ông Phú đây, việc có bồ ở ngoài thì khó xảy ra lắm ạ. Mày nói cũng có lý. Nhưng mà ông ấy đã tha thêm hai bà nữa về rồi đấy. Mày giải thích thế nào đây? Là do duyên số thôi ạ. Bà ơi, bà không tin, bà cứ cho con theo ông lần này. Con đảm bảo với bà, mọi việc làm của ông sẽ không thoát khỏi tầm mắt của con đâu ạ. Thôi được, vì mày là đứa thông minh nên tao giao cho mày theo ông lên phố huyện. Làm ăn không ra sao, tao đánh đòn cả hai một thể. Thế còn con thì sao ạ? Cái loại ngu như mày á, chỉ ở nhà dọn phân cho trâu bò thôi. Con không vào nhà. Thế con không phải theo cha nữa ạ? Mày nên thương xót cho cái mông đít của mày thì hơn. Đi vào. Thằng Hồng Xiêm đưa ông lên huyện đi. Mọi việc đi đứng của ông phải báo cáo với bà tường tận. Làm tốt bà sẽ thưởng, phát hiện ra lỗi bà phạt, nghe chưa? Dạ vâng ạ. Còn không đưa túi chéo cho ông, đánh rơi cái gì thì liệu hồn đấy. Mình đi bằng gì hả ông? Đi bộ ra đầu làng rồi tao thuê ngựa. Ồ, lần đầu con được cưỡi ngựa đấy. Ai cho mày cưỡi mà cưỡi? Tao thuê một con và mình tao cưỡi thôi. Thế con phải chạy bộ sao? Mày có thể ở nhà, rồi tao sẽ kể lại những việc tao làm trên huyện để mày báo cáo cho bà hai. Nghe theo tao thì mày vừa không mất sức, lại được tao cho tiền mua kẹo. Ông Phú, danh dự của Hồng Xiêm không phải để bị mua chuộc đâu ạ. Ông có cho con vàng ròng thì con cũng quyết theo ông một bước không rời. Thế thì chịu khó chạy bộ nhé con. Mày làm cái gì mà đi chậm thế? Con ngựa của ông chạy nhanh quá. Chuyện, con ngựa này là tốt nhất vùng, chỉ người có tiền như tao mới thuê được nó thôi, mày hiểu không? Nhưng mà ông nên cho ngựa đi chậm thôi. Con chạy nhanh, đồ trên người con rơi ra là phải nhặt lại, nên không theo kịp ông ạ. Chờ mày chắc lên đến huyện thì tan chợ phiên mất. Từ giờ tao cấm mày nhặt lại cái gì, rơi thì bỏ. Vâng, thưa ông. Thôi không nói nhiều, đi nhanh lên, còn bao việc.
Ông ơi, ông cho con xin miếng nước. Gớm, chạy đuổi theo ông, khát khô cả cổ ạ. À. Mày đợi tao một tí. Này, mày vắt áo tao ra, ít ra cũng có nước cho mày uống đấy. Vắt áo á? Trẻ con cần gì phải uống nhiều nước? Ông cho con mượn cái chày đi. Giữa cánh đồng mênh mông thế này, lấy đâu ra chày cho mày? Mà mày cần chày để làm gì? Để con vắt cổ chày ra nước, ông ạ. À. Mày lại xỏ xiên ông đấy. Mà tại sao cái túi nó lại bung hết ra thế kia? Dạ, tại con chạy nhanh để đuổi theo ông, cái túi bị bung ra cũng rơi mất một ít đồ trong đấy ông ạ. À. Cái gì? Rơi đồ á? Thế mày có nhặt lại không? Dạ, ông bảo rơi thì bỏ, nên con không nhặt ạ. À? Ôi giời ơi, đồ ăn hại, tiền vàng của tao. Từ giờ phải nhặt lại, nghe chưa? Bẩm ông, nhặt tất cả hay chỉ nhặt tiền và vàng ạ? À? Ôi giời, sao bỗng dưng hôm nay mày chậm hiểu thế? Nhặt tất cả cái gì của tao rơi ra, mày hiểu chưa? Dạ, con hiểu rồi ạ. Trời ơi, quân ăn hại, hỏng việc của tao thì đừng có trách.